Kinh văn, Phật thọ tới cùng với chúng thanh văn tán rằng đây có ba: một, thọ lượng; hai, Phật trụ không vì hiểu rõ không; ba, lợi ích. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới, hãy lắng nghe ta nói. Tán giảng dưới là 12 tụng chia làm hai phần. Một tụng đầu là phần tiêu cáo, bảo hãy nghe đây. 11 tụng sau là phần chính cáo, chính thức bảo ban. Đây là phần đầu. Kinh văn, đại đệ tử của ta tới giống như núi báu. Tán giảng dưới là phần chính cáo, chia ra làm 6 phần. 1. Ba tụng, quả nhân hợp ký. 2. Một tụng rưỡi, độ tướng. 3. Ba tụng, quyến thuộc. 4. Một tụng, Phật hóa. 5. Một tụng, thính chúng. 6. Một tụng rưỡi, thọ lượng. Đây là phần đầu, có 3 mục. 1. Một tụng danh. 2. Một tụng nhân. 3. Một tụng hình. Kinh văn, đất nước của Phật ấy tới độ thoát vô lượng chúng. Tán rằng, đây là độ tướng, tướng trạng đất nước, tướng quốc độ. Kinh văn, pháp hội của Phật ấy tới và có uy đức lớn. Tán rằng dưới là ba tụng về quyến thuộc, có hai mục, một tụng rưỡi Bồ Tát, một tụng rưỡi Thanh Văn. Kinh văn, Đức Phật ấy thuyết pháp tới, lắng nghe lấy lời Phật. Tán rằng, một tụng đầu nói về Phật hóa, sự giáo hóa của Phật, một tụng sau nói về thính chúng, các chúng nghe pháp. Kinh văn, Đức Phật ấy sẽ thọ tới cũng 20 tiểu kiếp. Tán rằng đó là thọ lượng. Kinh văn, bấy giờ Thế Tôn tới cung kính tôn trọng. Tán rằng dưới đây là tôn giả Ca Trên Diền được thụ ký. Trường hàng chia làm hai, như trên trong phần nhân ký là phần đầu có hai phần. Phần đầu thuyết minh về thời đầu, phần sau thuyết minh về thời cuối. Thời đầu có hai giai đoạn. Một giai đoạn đầu Phật còn tại thế, hai giai đoạn cuối sau khi Phật diệt độ. Đây là giai đoạn đầu. Kinh văn, sau chư Phật diệt độ, tới cúng giảng tháp miếu. Tán giảng giai đoạn sau khi Phật diệt độ, có hai phần hợp thành. Trước là xây tháp, các hoa, sau là cúng giảng. Mai khôi, tức là ngọc hỏa tè, mạt hương, hương bột. Nếu lấy tay mà xoa nhào bóp nát, thì dùng chữ mạt. Đất nát vụn cũng gọi là mạt, còn sơn phết để trang sức thì viết là miệt. Này đã có riêng loại đồ hương, hương bôi, hương chát thì phải viết là mạt. Danh Ngọc Thiền có chữ, có hai âm đọc là mạt và miệt, được giải thích là trúc mi, cháo bột, cháo nhừ,